Hôm trước thì chúng ta đã nói tới phần tô truyền, nhưng mà cũng chỉ mới giới thiệu là đủ để làm một cái việc cụ thể thôi. Thế còn hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu kỹ hơn và chi tiết hơn về cái công cụ để tô truyền. Công cụ tô truyền thì nó có tên là công cụ gradient tool, và phím tắt của nó là phím G. Thế khi chúng ta chọn công cụ tô truyền thì các bạn thấy là trên thanh option nó sẽ có sự thay đổi phù hợp với lại công cụ đó. Về nguyên tắc thì tô truyền có nghĩa là nó sẽ tô trộn giữa ít nhất là hai màu với nhau, và thông thường theo mặc định thì nó sẽ là trộn giữa màu tiền cảnh và màu hậu cảnh. Đây, ô tiền cảnh, ví dụ tôi chọn một màu. Ô hậu cảnh, ví dụ tôi chọn một màu. Khi chúng ta chuyển vào cái công cụ tô truyền thì lập tức ở phía trên này chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái cửa sổ xem trước, để cho chúng ta có thể hình dung ra là kiểu tô truyền trông nó như thế nào. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái danh sách các kiểu tô truyền. Trong đó các bạn đặc biệt lưu ý giúp tôi là có 3 cái kiểu đầu tiên là 3 kiểu rất đặc biệt. Thế còn các kiểu phía sau là gì? Các kiểu phía sau là những cái mẫu tô truyền mà cho sẵn, và khi chúng ta có nhu cầu tô truyền chúng ta có thể sổ danh sách ra bằng cách là bấm vào mũi tên này, xem ở trong cái danh sách này có mẫu tô nào mà nó giống với lại mong muốn của chúng ta hay không. Nếu giống thì chúng ta có thể lôi ra chúng ta dùng luôn. Nếu mà thấy cái danh sách này chưa có cái kiểu mẫu nào mà giống như kiểu của chúng ta cần thì chúng ta có thể mở những cái thư viện khác ra để chúng ta tìm. Cách mở thư viện thì hôm trước khi mà chúng ta giới thiệu về mẫu tô pattern thì chúng ta cũng đã biết cách rồi, có nghĩa là bấm vào cái bánh xe ở phía trên bên phải này. Khi danh sách mở ra thì cái menu cảnh mở ra thì nó sẽ nằm từ đây đến đây. Đây là những cái thư viện mà cho sẵn của Photoshop, và thông qua cái việc mở một thư viện này ra thì chúng ta sẽ chọn được những cái kiểu tô mà chúng ta mong muốn. Ở đây thì các bạn sẽ có được mấy cái tùy chọn, nó cũng giống như là pattern đúng không? Không thay thế này là giữa này đúng không? Thay thế hoàn toàn những cái đang có bằng cái thư viện mới, và giữ lại những mẫu hiện có và đưa thêm những cái mẫu mới ở thư viện mà chúng ta sẽ tải. Thế thì bây giờ tôi sẽ chọn cái kiểu là thay thế hoàn toàn. Sau khi thay thế hoàn toàn thì nó cũng sẽ hỏi là những cái mẫu hiện có như thế này nó đã có cái sự thay đổi rồi, có giữ lại những sự thay đổi này không. Nếu các bạn không muốn giữ thì các bạn nhấn no, các bạn muốn giữ thêm những cái mẫu mới thêm vào thì các bạn nhấn yes. Bây giờ tôi sẽ giữ theo cái kiểu là tôi sẽ chọn là không giữ, để coi như là giữ để nguyên những cái mặc định của chương trình. Thế thì ví dụ như ở đây tôi đang chọn một cái kiểu là tô theo chất kim loại chẳng hạn. Đấy, mô phỏng về cái chất kim loại. Kim loại thì nó có cái độ đây là độ phản quang bề mặt rất là lớn. Đấy, thì ví dụ như thế thì chúng ta có thể chọn được một kiểu tô. Thế và tương tự như vậy thì các bạn nếu mà thấy những cái này không đáp ứng được yêu cầu thì lại mở ra, và chúng ta sẽ chọn tất cả những cái thư viện này, tìm kiếm một vòng xem là Photoshop cung cấp cho chúng ta những cái tài nguyên mẫu tô truyền như thế nào, và nếu mà tìm được cái phù hợp với lại yêu cầu chúng ta lôi ra chúng ta xài luôn, thế là xong. Nếu mà không phù hợp thì chúng ta giải quyết thế nào? Thì chúng ta sẽ phải tùy chỉnh đúng không? Hoặc chúng ta phải tạo mới ra. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại với lại cái kiểu ban đầu, đó là chúng ta chọn lệnh reset đó, để chúng ta quay trở lại cái hộp thoại ban đầu. Nhấp OK. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là trong này chúng ta có một số kiểu đấy, và bây giờ tôi quay trở lại với lại ba kiểu đầu tiên. Ba kiểu đầu tiên này là ba kiểu rất đặc biệt, bao gồm kiểu thứ nhất là foreground to background, có nghĩa là nó sẽ lấy màu ở ô tiền cảnh trộn với màu ô hậu cảnh. Cái này thì hôm trước là chúng ta đã nói rồi, chúng ta cũng đã làm được rồi. Kiểu thứ hai là kiểu foreground to transparency. Kiểu này thì vẫn là một kiểu tô truyền nhưng nó hơi đặc biệt ở chỗ là nó chỉ có một màu thôi. Một màu có nghĩa là nó lấy màu ở ô tiền cảnh.
nó tô nhưng mà tô giảm dần cho tới khi trong suốt. Cái này thì Long sẽ thấy là nó hơi giống như là chúng ta tô mà vào một vùng chọn nó có feather ấy, đúng không? Có vùng ảnh hưởng, đúng không? Thế thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ đậm ở tâm và nhạt dần ra ngoài biên, và vượt ra khỏi vùng chọn thì nó sẽ đến lúc nào nó trong dần và không còn gì nữa. Thì cái thằng này thì nó cũng có một cái gì đó hơi tương tự. Tôi chỉ tô một màu thôi, nhưng cứ giảm trong dần và đến bằng không. Đấy. Thì như thế thì nó cũng không hoàn toàn giống nhau, mà nó sẽ có cái sự khác biệt lần từ đặt cho đến trong, rồi đến trong suốt không có gì hết. Đấy cũng vẫn là một kiểu chuyển. Đấy. Nhưng mà chỉ chuyển bằng một màu, và màu đó sẽ được lấy từ ô tiền cảnh. Thế còn kiểu thứ ba, kiểu này gọi là black and white, thì nó mặc sắc, nó không cần quan tâm là ô tiền cảnh màu gì, ô hậu cảnh màu gì, cứ chọn nó là nó sẽ chỉ tô hai màu đen và trắng thôi. Đấy là ba kiểu, mà ba kiểu này là ba kiểu đặc biệt, khác biệt hoàn toàn với các kiểu khác, thì chúng ta đặc biệt phải nhớ ba kiểu này. Thế còn lại những cái kiểu khác thì nó chẳng qua là mẫu cho sẵn thôi, hoặc là dùng được hoặc là lôi ra mà sửa. Thế thì bây giờ chúng ta xem là chúng ta có những cái kiểu tô như thế nào. Trước hết là chọn một kiểu tô bằng cách là sổ danh sách ra và bấm chọn để đó. Thao tác này làm rất dễ, rất nhanh. Sau đó thì chúng ta sẽ xác định theo kiểu tô thì nó có bao nhiêu biến thể. Thế đây, các bạn sẽ xem này. Chúng ta có 5 cái icon tiếp nằm kế tiếp cái thư viện này. Thì các bạn sẽ thấy lần lượt ở đây là tô theo kiểu thẳng này. Có nghĩa là một đầu nằm ở đầu bên trái, một màu nằm ở đầu bên phải, và nó sẽ chuyển dần từ đầu bên trái sang đầu bên phải theo các vạch gì đấy, theo các vạch thẳng như thế này. Mỗi một vạch như thế này thì ví dụ trong trường hợp này mình sẽ có gì đấy, tôi tô lại nhé. Đây à, và trường hợp này là tô thế đi, chúng ta tô lại nhé. Đỏ này, vàng này, và tô này. Đây, trả về nó mà. Đây, chúng ta sẽ có hai màu, đúng không? Vàng ở một đầu, đỏ ở một đầu. Và từ đây nó sẽ thành từng vạch. Cứ mỗi một vạch tiến sang bên kia thì nó lại trộn thêm một tí màu bên kia vào, và nó ngả dần sang vàng. Và ngược lại, thằng bên này thì cứ tiến dần sang bên trái thì các vạch nó lại trộn thêm vào với đỏ để ngả dần sang đỏ, và nó chuyển dần qua nhau bằng các vạch dưới đây, vạch thẳng. Kiểu thứ hai là tô bằng màu vàng với đỏ, nhưng mà nó lại không trộn với nhau theo quy tắc đường thẳng đó, mà một màu sẽ nằm ở giữa, màu còn lại sẽ bao tròn xung quanh, và nó sẽ trộn với nhau bằng các bước sóng hình tròn. Đây, tôi sẽ tô từ giữa như thế này, và chúng ta sẽ thấy là màu đỏ nằm ở giữa, màu vàng nằm bao xung quanh, và nó cứ lan tỏa với nhau bằng từng vòng sóng hình tròn, chuyển dần từ đỏ từ tâm ra ngoài biên, và ngược lại là từ lan vào trong tâm là cũng theo các vòng tròn. Kiểu thứ ba thì nó có nhiều cách gọi, nó có thể gọi là tô theo kiểu Konica hay là tô theo kiểu Anger. Thì chúng ta sẽ thấy là hai màu chính này sẽ nằm cạnh nhau, hai màu chính nằm cạnh nhau, và nó sẽ xoay chuyển để nó hòa trộn với nhau theo một cái không gian theo một cái vòng là 360 độ, và mỗi một múi tam giác như thế này thì nó chuyển dần từ màu nọ sang màu kia và ngược lại. Thế còn kiểu thứ tư thực ra có thể coi là một biến thể của cái kiểu thứ nhất là linear này. Cái này nó gọi là kiểu tô reflect hay là tô lật. Thì chúng ta cũng sẽ có hai màu, một màu thì nằm ở giữa, màu còn lại thì nằm ở hai bên này thì có thể là hai bên theo kiểu trái phải, hoặc là hai bên theo kiểu trên dưới, tùy theo cái cách mà kéo chuột của chúng ta. Nếu mà tôi kéo chuột từ giữa lên thẳng phía trên như thế này thì màu đỏ sẽ nằm ở giữa và màu vàng nằm ở hai bên. Hoặc là nếu tôi kéo theo kiểu
từ giữa này sang phải hoặc sang trái thì màu đỏ sẽ nằm ở giữa và màu vàng sẽ nằm ở hai bên trái phải. Đấy. Và nó cũng thực ra bản chất thì nó là kiểu tô gì đấy. Nó thực ra nó là linear. Tức là từ bên trái này chuyển dần từng vạch để vào thành vàng ngả thành đỏ. Và ngược lại thì từ bên phải này nó cũng gì đấy chuyển từng vạch thẳng để vàng sang đỏ. Và ngược lại thẳng ở tâm thì cũng sẽ lan dần từ hai bên theo các vạch mà ngả vàng dần. Thực ra nó là một cái kiểu mà nó biến tướng của thằng linear này thôi, nhưng nó không phải theo một chiều đấy, từ trái sang phải mà nó từ tâm ra hoặc là từ các cạnh vào. Thế còn kiểu thứ tư thì chúng ta có cái kiểu là tô chuyển theo hình vuông, gọi là tô theo hình vuông hoặc là tô theo hình hình kim cương đấy. Và chúng ta sẽ có một màu nằm ở tâm, một màu còn lại sẽ bao xung quanh, nhưng mà thay vì lan tỏa sang nhau bằng các cái bước chuyển hình tròn thì bây giờ nó sẽ lan tỏa sang nhau bằng các bước chuyển hình vuông. Năm cái biến thể đó thì tùy vào yêu cầu mà chúng ta sẽ chọn lấy một kiểu cho nó phù hợp. Trong đó thì chúng ta lưu ý một cái vấn đề như thế này. Cái vị trí kéo chuột ở cái điểm đầu tiên và vị trí kết thúc thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thực tế mà chúng ta nhận được. Ví dụ như là tôi chọn cái kiểu linear này chẳng hạn. Bình thường nếu tôi kéo từ cạnh bên trái sang cạnh bên phải, có nghĩa là bắt đầu từ cái rìa bên trái này là bắt đầu là màu đỏ nguyên, bắt đầu từ rìa bên phải này là màu vàng nguyên, và rời cái cạnh ra một cái là nó bắt đầu gì đấy ạ, bắt đầu chuyển luôn. Tuy nhiên nếu như tôi đặt ở đây thì sao, tôi đặt tiếp từ đây mà tôi kéo một đoạn ngắn như thế này thì sao, thì tôi sẽ có một đoạn rất dài là màu nguyên đỏ ở bên tay trái, một đoạn rất lớn màu nguyên vàng ở bên tay phải. Và từ cái điểm bắt đầu nhấp chuột cho tới cái điểm bắt đầu kết thúc là điểm nhả chuột ra, thì từ hai cái điểm đó mới là bắt đầu trộn vào với nhau, còn ngoài hai cái điểm này đều là màu nguyên cả. Đấy, nó sẽ quy định là như vậy. Thế còn hướng thì chúng ta kéo nghiêng thì nó hòa theo nghiêng, kéo chéo thì nó hòa theo chéo, kéo ngang thì nó hòa theo ngang, mà kéo thẳng thì nó hòa theo thẳng. Tùy theo hướng mà chúng ta sẽ có cái kết quả khác nhau, nhưng tuy nhiên tất cả dù hướng nào đi nữa thì nó cũng đều là chuyển theo góc vạch thẳng mà thôi. Thế còn nếu như mà tôi kéo lệch như thế này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là cái sự ưu tiên nó sẽ rõ đó. Điểm bắt đầu từ đâu thì nó sẽ bắt đầu trộn từ đấy, và trước điểm bắt đầu và sau điểm bắt đầu là màu nguyên. Vậy thì chúng ta ưu tiên màu nào nhiều hơn thì chúng ta sẽ đặt cái khoảng mà bắt đầu kéo nó lệch đi, để chúng ta sẽ giữ những cái màu nguyên đó nó ưu tiên nhiều hơn. Các màu còn lại cũng tương tự như vậy. Đây, ví dụ cái tâm tròn này thì nó sẽ lưu ý là điểm bắt đầu và điểm cuối. Đấy. Tôi kéo ngắn thì là một trong hai màu nó sẽ to nhỏ nhiều ít khác nhau, kéo dài thì nó sẽ đều hơn. Đấy. Ưu tiên màu nào thì chúng ta sẽ dùng cái cách kéo rộng hay kéo hẹp. Tuy nhiên là các bạn để ý ở trên này nó có một cái nút lệnh gọi là reverse. Nếu như mà tôi muốn là đảo ngược cái thứ tự của các màu tô này, thì các bạn có thể làm một trong hai cách. Một là các bạn đảo vị trí của hai cái ô màu tiền cảnh và hậu cảnh này. Thì chúng ta có hai cách để đảo vị trí. Một là bấm trực tiếp vào đây, thì nó có một cái mũi tên hai đầu ở đây để giúp chúng ta đảo ngược vị trí của hai cái màu tiền cảnh và hậu cảnh. Tôi bấm vào cái phím này thì nó sẽ hoán đổi màu cho hai ô với nhau. Vừa nãy là ô tiền cảnh là đỏ và ô hậu cảnh là vàng. Khi tôi bấm vào đây thì vàng sẽ lại nhảy lên ô tiền cảnh và đỏ xuống ô hậu cảnh. Và do đó khi tôi kéo chuột như thế này thì màu nó sẽ đảo ngược với nhau. Cách thứ hai là không trỏ chuột vào thì chúng ta nhấn phím. Đó là nhấn phím X. Khi chúng ta nhấn phím X thì chúng ta sẽ hoán đổi giữa hai cái ô này. Đấy, thay vì trỏ chuột vào thì chúng ta nhấn phím tắt là như thế, thì nó sẽ hoán đổi, và tất nhiên khi chúng ta tô thì màu nó cũng đảo ngược vị trí với nhau. Còn nếu không, chúng ta không đổi màu ở đây, thì chúng ta có một cái checkbox có tên là reverse ở trên thanh option, đánh dấu vào đây thì nó cũng sẽ tự động đổi vị trí. Tuy nhiên là cái màu tiền cảnh và hậu cảnh này nó vẫn giữ nguyên nhé. Đấy,
Nhưng mà tôi đánh dấu vào reward này thì nó sẽ tự đổi trong cái quá trình mà chúng ta tô. Thì đấy là cách thức để mà tô màu chuyển với lại 5 cái biến thể của nó. Thế đến đây thì chúng ta đã biết cách chọn các biến thể hoặc là thay đổi màu để cho chúng ta có những cái màu khác biệt đi. Ví dụ đây, tôi muốn làm một màu khác, không phải đỏ vàng nữa mà tím với vàng cả, thì tôi sẽ đổi màu như thế. Đổi nếu mà chỉ hai màu cũng thôi thì rất là đơn giản, các bạn chỉ việc là đổi màu tiền cảnh và hậu cảnh rồi tô lại thì nó sẽ theo màu mới. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta can thiệp sâu thì chúng ta sẽ làm như thế này. Thay vì việc là sổ danh sách ra và chọn lấy một cái nào đó ở trong danh sách thì chúng ta sẽ dùng cách là bấm trực tiếp vào trong cái hình xem sẵn này, lấy thumbnail của cái dạng màu, và khi chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ mở ra một cái hộp thoại có tên là Gradient Editor để cho chúng ta có thể là xử lý, can thiệp, thay đổi tham số cho những cái mẫu tô này. Thế thì khi mở ra thì ngoài cái phần preset là cái thư viện các mẫu tô mà nó cho mẫu ở phía trên, cũng giống như là khi chúng ta sổ danh sách ra, thì ở phía dưới này nó có một số các cái tham số để cho chúng ta có thể thay đổi và can thiệp. Ở trường name thì nó thông báo cho chúng ta tên là cái kiểu tô là kiểu gì. Ở gradient thì chúng ta sẽ có cái kiểu là gì đấy ạ? Solid hoặc noise. Solid thì nó sẽ tô đều, noise thì nó sẽ tô nhưng mà nó có nhiễu vào. Nhưng bây giờ thì chúng ta tạm thời chưa nói đến cái này, mà chúng ta sẽ nói tới cái smooth. Smooth thì cái độ làm mịn khi trong các bước chuyển, thì nếu như mà chúng ta để nguyên gốc vào 100% thì các bước chuyển từ màu nọ sang màu kia nó rất là mịn. Nhưng nếu mà bây giờ tôi giảm thấp xuống thì sao? Tôi giảm thấp xuống đây, bây giờ ok, chúng ta tô thử một cái mẫu khác nhé. Ví dụ tốt nhất là để tạo ra một cái mới đi, tô một cái mới cho nó không bị ảnh hưởng. Đây, ví dụ chúng ta tô thử. Thì lúc này cái độ mịn của nó sẽ được giảm xuống. Cái này thì không rõ ràng lắm, nhưng mà có một số cái mà chúng ta cần quan tâm hơn. Đấy chính là cái thay đổi giá trị màu, thêm bớt các màu. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là giải màu mẫu thì ở đây rồi. Đó. Tuy nhiên là chúng ta thấy có bốn cái slide, bốn cái con trượt ở đây. Hai cái ở trên và hai cái ở dưới. Thì những cái này nó đóng vai trò gì? Hai cái ở dưới nó có tên gọi là color stop. Mỗi một cái color stop này thì nó sẽ đóng vai trò quản lý một màu ở trong cái chuỗi tô này. Tôi bấm vào cái color stop nào thì nó sẽ hiển thị tham số liên quan của color stop đó. Có mấy thứ như sau. Một là về màu. Nếu như tôi muốn thay màu khác thì tôi sẽ bấm vào đây và tôi chọn một màu mới. Nó cập nhật cái màu mới vào ô này và nó lập tức nó sẽ hiển thị ở trên cái giải mẫu này. Và tôi sẽ nhìn trước được xem là cái màu này trông nó như thế nào. Ô này cũng tương tự. Bấm vào đây và chọn một màu khác. Sao color của em lại không cho điểm nó tích? Đã bấm chúng chưa? Cái color ấy, cái OpenCV ở trên thì nó mở rồi nhưng mà cái vấn đề là bạn đang bấm vào cái nào? Bấm vào cái dưới hay bấm vào cái trên? Ở dưới mới gọi là color stop nhá. Bấm chúng cái dưới chưa? Rồi. Rồi đã thấy color mở ra chưa? Vừa nãy là chắc là bạn bấm cái trên đúng không? Bấm cái trên nó là opacity stop. Thế bây giờ chúng ta đang nói chuyện về color stop trước. Đấy. Thế thì để đổi một cái màu thì chúng ta sẽ làm như thế này. Và ngoài ra thì nó còn có thêm một cái phần gọi là location. Location là gì? Location là vị trí của nó ở trong cái chuỗi màu tô. Điểm mà chúng ta bắt đầu đặt cái này thì nó chính là cái điểm mà tương ứng với cái thao tác giống như là chúng ta bấm chuột từ đâu và nhả chuột ở đâu. Đấy. Thế thì cái giải màu như thế này nó sẽ luôn luôn là giữ một cái trạng thái cân bằng tự nhiên,
color midpoint thì nó sẽ nằm ở cái vị trí là gì đấy ạ, 50% giữa cái điểm trái và điểm phải, và do đó thì cái chuỗi màu này trộn vào thì mỗi thằng chiếm ưu thế 50%. Nếu như tôi đặt lệch cái color midpoint này đi thì trong cái chuỗi màu pha trộn đó sẽ có một màu được ưu tiên nhiều hơn. Kéo vào đầu nào có nghĩa là chúng ta giảm màu đầu đó và đang ưu tiên cho màu ngược lại chiếm cái phần diện tích nhiều hơn. Ngoài ra thì bằng việc là dịch cái gì đây nhỉ? Bằng việc dịch cái này thì chúng ta cũng sẽ thấy là có một đoạn từ điểm bắt đầu cho tới cái điểm đặt cái thằng này thì nó sẽ là một dải màu nguyên rất là dài, và từ sau cái này nó mới bắt đầu vào hòa trộn. Cũng giống như là chúng ta bắt đầu nhấp điểm ở đâu ấy thì trước cái điểm nhấp đó thì nó sẽ là màu nguyên, thì thằng này cũng vậy. Đấy là đổi màu, đặt lại vị trí bắt đầu của màu ở trong cái chuỗi hòa trộn. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái phương pháp là đưa thêm màu mới vào. Đưa thêm màu mới thì rất là đơn giản, các bạn kích chuột vào một cái điểm mà các bạn muốn, nó sẽ tạo ra thêm một cái điểm color stop mới. Và tất nhiên là cái điểm này thì nó sẽ nằm ở trong cái chuỗi hòa trộn này thôi. Màu xanh này trộn với màu xanh này thì trên cái chuỗi đó, ở cái vị trí này, nó phải có cái màu tương ứng là như thế. Nó sẽ lấy cái giá trị màu. Đương nhiên có ở cái giải hòa trộn này. Thế nếu mà bạn không ưng, bạn có thể bấm vào đây và chọn nó, và bấm vào color này, bạn chọn một cái màu khác chẳng hạn, thì nó sẽ đưa cái màu mới đó vào thay thế cho cái màu mặc định. Và nếu tôi bấm thêm vào đây thì về mặt nguyên tắc nó cũng sẽ làm sao đây ạ, đặt vị trí mới, nhưng giá trị của nó thì bao giờ nó cũng lấy gì đây nhỉ, lấy cái giá trị màu mà mình vừa chỉnh gần nhất để gán cho cái điểm color stop mới. Và không thích màu này thì lại bấm vào đây, lại chọn một màu mới, và lúc này thì chúng ta sẽ có những cái màu dạng như thế này. Đấy là thêm nhé. Thế còn bớt thì sao? Bớt thì rất là đơn giản. Thứ nhất là số lượng thì không hạn chế nhé. Bạn thích bấm bao nhiêu thì bạn bấm, tùy theo cái nhu cầu của bạn. Tuy nhiên nếu mà bấm nhiều quá thì nó sát sạt nhau thì tương đối là khó hiệu chỉnh đấy. Tối đa là bạn có thể đạt được khoảng 100 cái điểm như thế này. Tại vì tính từ đầu này đến đầu này nó có 100 vị trí, location nó có 100 vị trí. Ví dụ như là đây tôi đặt cái này là 25 này, cái này đặt là 75 này, tôi muốn thêm một cái nữa vào giữa thì tôi đặt vào đây này. Ok, vậy thì tôi sẽ có 50 làm giữa. Đấy thì các bạn sẽ tính là cứ khoảng 100 cái location này thì bạn tối đa bạn có thể đạt được khoảng 100 cái điểm điều khiển màu khác nhau ở trên một cái chuỗi màu tôi chuyển như này. Thế còn không thích màu nào, có thể thao tác bằng cách xóa bỏ đi. Thì mình sẽ chọn cái gì đây nhỉ, chọn cái điểm color stop đó. Có hai cách để làm. Một là chúng ta nhấn delete để chúng ta xóa cái điểm đó đi. Hai là túm vào nó và kéo giật nó ra khỏi đây này, lôi nó ra khỏi cái chuỗi màu. Cách nào cũng được. Trực quan thì là bấm trực quan vào cái chỗ mình muốn. Trực quan là bấm vào cái điểm mà chúng ta muốn xóa, kéo nó ra. Đấy, còn nếu không thì bấm vào một điểm, sau đó thì nhấn delete thì nó sẽ xóa cái điểm màu nó đi. Thế đấy là cái cách để mà chúng ta có thể là gia giảm thêm bớt những cái giá trị màu vào trong cái vào trong cái chuỗi màu tô chuyển của chúng ta. Thế sau khi mà chúng ta đã làm quen với lại cái kiểu tô này rồi, đây chúng ta tô thử một lần nhé, xem màu mẻ nó ra cái gì. Bây giờ tôi lại có 3 màu đó. Tiếp nữa thì chúng ta có thể hiệu chỉnh thêm cả cái giá trị opacity stop. Opacity stop thì nó lĩnh cái trách nhiệm là làm trong hay làm đục một cái màu. Nếu như mà tôi bấm vào một điểm opacity stop thì tôi sẽ thấy cái trường opacity này nó kích hoạt lên tương ứng với lại cái opacity stop mà chúng ta đang chọn, và mặc định của chương trình thì nó sẽ để cho chúng ta ở cái tham số là 100, có nghĩa là đục, không nhìn xuyên qua được. Nhưng nếu mà tôi giảm xuống, ví dụ như tôi cho nó còn 50% chẳng hạn,
thì bạn sẽ thấy rằng là cái điểm mà tôi điều khiển này nó sẽ tạo ra cái cảm giác là trong. Và khi nào, cứ khi nào các bạn nhìn thấy cái hậu cảnh đằng sau là cái phần nền caro thì chúng ta thấy rằng à, chỗ đấy là cái chỗ bắt đầu làm trong rồi. Đấy. Và chúng ta sẽ thấy đầu này đặc này, chỗ này thì mờ nửa trong nửa đục, nhưng chỗ này thì bắt đầu chúng ta thấy trong. Trong bao nhiêu thì do chúng ta điều khiển, không thì sẽ không còn nhìn thấy gì nữa. Đấy, trong suốt luôn. Và sau đó thì chúng ta tô đó, đây, tạo một tài liệu mới. Ví dụ như là bây giờ tôi đặt ở cái chế độ là gì đây ạ? Tô này. Ví dụ đây. Chúng ta sẽ tạo ra một cái layer mới này. Tắt tạm này đi, tô trên cái này cho nó dễ nhìn nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là chỗ này thì đậm này, chỗ này bắt đầu trong dần, bên này trong suốt, không có gì cả. Nhưng mà các bạn cần phải lưu ý một tí, để mà thể hiện được cái sự trong hay đục như thế này thì phải kiểm tra ở trên cái thanh option. Nó có một cái checkbox là tên là transparency. Nếu mà chúng ta kiểm tra mà chỗ này chưa đánh dấu thì nó sẽ không hiển thị được cái độ trong suốt đó đâu. Đây, bây giờ tôi tắt cái thằng này đi, tôi bật một layer mới lên để tôi tô thử cho nó, thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc này nó không hiển thị theo cái kiểu trong suốt nữa, mà nó sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các màu mà chúng ta vừa mới xử lý vừa đấy, mất đi cái tính trong suốt tại vì nó không được hỗ trợ bởi cái checkbox này. Bây giờ tôi bật cái thằng này lên và tô lại thì chúng ta sẽ lại thấy nó trong. Đấy. Thì kiểm tra cái này cho tôi nếu như muốn xác định là có trong hay đục. Thế còn về các cái tham số khác thì thêm bớt các thứ thì nó cũng hoàn toàn giống như là cái thằng color stop ở phía dưới này thôi. Thêm bao nhiêu điểm điều khiển cũng được, gia giảm các tham số cũng được, muốn thêm thì bấm vào cái chỗ muốn thêm, gia giảm opacity theo nhu cầu, và sau đó thì xóa thì bằng nút delete hoặc là kéo ngược lên trên để bỏ, loại bỏ nó ra. Và về mặt nguyên tắc nó cũng giống như là color stop, bởi vì khi mà tôi điều khiển giá trị opacity của thằng này là bao nhiêu, ví dụ cho chỗ này 50% chẳng hạn, thì bất cứ một cái chỗ nào mà tôi thêm mới thì nó sẽ lấy cái giá trị mặc định để nó gán mới cho cái điểm opacity stop. Thế và đấy là những cái lệnh mà chúng ta cần phải nắm được. Và muốn thêm một cái mẫu nào đó vào trong cái thư viện này thì cũng rất là dễ, đó là các bạn chọn cái mẫu mà đang làm này. Ví dụ như là tôi cho một cái mẫu như thế này chẳng hạn, muốn lưu nó lại thì các bạn chỉ đơn giản là nhấn save đó, sau đó thì hãy đặt tên cho nó là cái gì đó. Ví dụ như này, ok, nó lưu lại xong. Yep, ok, thì sau này thì chúng ta sẽ có những cái mẫu đó, khi load thì chúng ta có thể gọi cái kiểu mà chúng ta đã làm ra, đúng không? Đây ví dụ kiểu tôi đã làm trước đó chẳng hạn, thì nó sẽ có một vài cái mẫu gì đó chúng ta có thể tải nó ra, và bằng cách này thì nó sẽ load những cái thư viện trước đó chúng ta đã lưu, đây là lưu riêng đó. Thế thì để mà chúng ta thử nghiệm cái này thì tôi sẽ lấy ví dụ như sau. Tôi sẽ sử dụng cái công cụ tô chuyển này để chúng ta có thể là tạo ra một cái cầu vồng ghép thêm vào trong một cái cảnh đang có. Đó. Ở đây là một cái ảnh. Và bây giờ tôi muốn tạo ra một cái cầu vồng thì tôi sẽ vào trong cái thư viện này. Đầu tiên là chọn công cụ tô chuyển. Đó. Bấm vào cái biểu tượng thư viện này và sau đó thì tôi sẽ chọn lấy một kiểu, đấy là kiểu tô mà có nhiều màu giống như là cái chuỗi màu của vòng như thế này. Bây giờ tôi sẽ thực hiện bằng cách là tôi dồn các cái màu này sát vào nhau. Trước tiên là dồn sát các màu vào nhau đã, thường là chúng ta sẽ dồn vào giữa. Thank you.
sau khi mà chúng ta dồn các màu này sát vào với nhau thì chúng ta sẽ làm thêm cái thao tác là đặt thêm các điểm opacity. Cầu vồng thì nó là cái màu ánh sáng cho nên là nó tương đối trong trẻo, do đó tôi sẽ không để cái màu mà nó có cái opacity 100%, mà thường là mình sẽ giảm xuống ở mức độ thấp hơn, ví dụ 70, 60, 65% thôi, ví dụ tôi cho khoảng 65%, đúng không? Sau đó thì tôi tiếp tục đặt những cái điểm kế cận, và lúc này thì càng ra ngoài thì càng thấp điểm tí, ví dụ 65 thì bây giờ tôi để cái này 45 thôi, tiếp tục bên này lặp lại cái 45, đặt tiếp cái nữa còn 25, lại bên này một cái 25 nữa, đặt tiếp cái nữa ví dụ như là 15, cái này sẽ là 15, và hai cái bên ngoài tôi sẽ để là gì đấy, không giá về không, thì hai cái đầu này nó sẽ gì đấy, nó trong. Đến đây thì tôi sẽ có một cái chuỗi màu mà nó thứ nhất là đa sắc cầu vồng, thứ hai là sát vào nhau dồn vào tâm, thứ ba là độ trong đục, nó sẽ được điều khiển ở rất nhiều cái điểm opacity stop khác nhau. Sau đó thì tôi nhấp OK. Tiếp theo thì tôi sẽ chuyển sang kiểu tô thứ hai, đó là kiểu tô tròn. Thứ ba là kiểm tra xem transparency này nó đã được thiết lập đúng hay chưa. Nếu mà đánh dấu transparency rồi thì bây giờ tôi mở cửa sổ tiếp layer ra, mở tiếp cửa sổ layer ra, và lúc này tôi sẽ bấm vào cái biểu tượng layer mới, new layer. Để làm gì? Tôi sẽ làm việc ở trên một layer trong suốt này để tôi còn tiện xử lý cái chân cầu vồng. Bây giờ chúng ta quan sát thao tác. Tôi sẽ chọn công cụ và bắt đầu vẽ ra một đường. Đây, chúng ta sẽ thấy là có một cái cầu vồng như này. Nếu to quá thì chúng ta làm lại một tí. OK, cầu vồng có rồi. Đó. Bây giờ nó là một cái vòng tròn đầy đủ, và tôi sẽ làm sao đây ạ? Tôi sẽ xử lý để tôi cắt chân cầu vồng đi. Cắt thì cắt như thế nào? Đương nhiên là tôi sẽ sử dụng các công cụ tạo vòng tròn rồi. Đó. Vẽ ra theo cái đường của chân cầu vồng. Và khi tôi tạo ra được cái vùng tròn như thế này rồi thì tôi sẽ gì đó, tôi sẽ cắt theo cái chân này tương ứng với lại những cái khung cảnh hiện có đó. Đây là lý do tại sao tôi lại nói với bạn là cần phải có một layer mới ở phía trên, vì nếu như chúng ta tô trực tiếp vào trong layer gốc thì không thể nào mà cắt được cái chân này nữa đó, mà muốn cắt thì phải đây. Đây. Bây giờ đến đây thì đã thấy là có cầu vồng chưa ạ? Có rồi, nhưng nó còn một vài vấn đề như sau. Chân cầu vồng thì thường rất khó để nhìn thấy. Do đó thì chúng ta cần phải có một cái thao tác nào đó để làm cho cái phần chân mà tiếp giáp giữa cái cầu vồng với lại cái phần mặt đất, hay là cái phần mà chân trời mà nó hiển thị thì nó mờ ảo đi một tí. Thế thì để làm việc này thì chúng ta sẽ Ctrl Alt Z để undo lại cái bước này, và chúng ta lại cho hiển thị lại cái vùng tròn mà chúng ta đã tạo. Bây giờ muốn xử lý cái chân cầu vồng mà cắt đi mà đồng thời lại còn là mờ chân thì lúc này chúng ta sẽ viện tới một cái sự giúp đỡ của Feather, vào menu Select và Modify, vào Feather hoặc là nhấn Shift F6. Hộp thoại mở ra, tôi sẽ gán cho nó một cái tham số Feather lớn lớn một tí, vài chục pixel đi, tôi lấy ví dụ 50 pixel xem nó ra cái gì nhé. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái vùng tròn mà nó có cái độ mà ăn lấn ra ngoài. Bây giờ nếu như tôi nhấn delete, tôi xóa thì trước hết là nó sẽ xóa ở bên trong, nhưng do nó có feather cho nên là nó sẽ làm sao, nó sẽ được phép lấn ra ngoài, đúng không? Đây, và tôi nhấn delete thêm một vài lần nữa, càng nhấn thì nó càng gì đấy, xóa mở ngược ra phía ngoài. Trong ảnh này thì có vẻ là cái ảnh tương đối lớn cho nên cái chân cầu vồng đến đây thì chắc là chưa ổn lắm. Tôi sẽ lặp lại cái thao tác này bằng cách là tôi thiết lập một cái feather lớn hơn nữa đi.
50 vẫn còn hơi nhỏ, tôi cho 200 đi. Feather nhiều ít thì phụ thuộc hoàn toàn vào cái việc là kích thước của ảnh lớn hay bé. Đó, bây giờ tôi nhấn delete này. Thì bắt đầu là nó sẽ là xóa lấn mờ ra phía ngoài. Đến đây thì tôi có được một cái chân cầu vồng bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện, nó cũng không rõ ràng nữa rồi. Nếu như mà cái phần này của chúng ta mà nó nằm ở trên trên cạn thì ok, đến đây là xong. Đó. Còn nếu như mà nó lại nằm ở khu vực mà có mặt nước thì mình sẽ còn phải làm thêm một cái thao tác là Ctrl G nhân bản gấp đôi cái cầu vồng này lên. Sau đó thì vào Edit, vào Transform, chúng ta sẽ lật tỉ lệ theo chiều đứng để cho nó xuống như này. Và tất nhiên nếu như có mặt nước thì chúng ta sẽ đặt ở đây, xóa mờ những cái phần mà nó lấn đè lên đây. Còn cái chỗ nào ở dưới mặt nước thì chúng ta cứ để đó. Và chúng ta sẽ gia giảm opacity cho những cái thằng này cho tới khi nào mà chúng ta cảm thấy là hài lòng. Ví dụ đây nhá, tôi chuyển cái này sang bên này, ví dụ ở vị trí khác là như đây chẳng hạn, đúng không? Thì cái chỗ này là chúng ta phải giữ, chỗ nào mà không chuẩn thì chúng ta sẽ gì đó xóa bỏ nó đi. Ví dụ mép nước, dưới mép nước thì sẽ không nhìn thấy cái bóng nữa, đúng không? Xóa đi. Và chỉ để lại cái gì ạ? Cái phần mà còn ở nước thôi. Và sau đấy thì chúng ta có thể gia giảm thêm opacity. Tại vì là môi trường nước và môi trường không khí là hai cái môi trường khác nhau, độ khúc xạ khác nhau, tán xạ khúc xạ khác nhau. Cho nên là tôi sẽ phải gia giảm cái tham số này để cho nó thấy mờ mờ khác nhau đi ở giữa hai môi trường. Đấy. Thì đấy là một cái bài tập để cho chúng ta có thể thử nghiệm về cái cách thức mà làm cái cầu vồng bằng cách là làm chủ cái công cụ tôi chuyển. Đó. Và làm chủ các giá trị trong đục. Tuy nhiên thì bây giờ lại quay trở lại, nó có một câu hỏi như thế này. Nếu như các bạn quên mất cái lời nhắc của tôi là làm việc ở trên một layer mới mà các bạn cứ làm thẳng tưng lên trên cái layer gốc này thì có được hay không? Và lúc đấy thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Ví dụ ở đây, có cách nào để cắt cái cầu vồng này ra mà không còn cái chân ngược ở dưới này không? Có áp dụng được cái này gì vào đây không? Bây giờ chót là làm vào cái layer này rồi. Và bây giờ tôi cầu vồng thì nó chỉ có ở trên thôi, đúng không? Đấy, trong trường hợp này tôi chỉ cần lấy cái ở trên thôi. Làm thế nào để mà xử lý được cái này? Có lệnh nào, có công cụ nào, có cái lý thuyết nào mà chúng ta đã giảng từ các buổi hôm trước mà có thể áp dụng được cho cái này không? Feather cho cái gì? Cho cầu vồng. Feather thì cầu vồng nó vẫn tròn mà. Crop thì nó sẽ mất cả cái ảnh ở cái chỗ crop. Là vận dụng thử xem kiến thức cũ của mình xem có cái gì có thể sử dụng trong trường hợp này không. Nếu chót lỡ là tô thẳng vào cái lớp gốc này rồi chứ không phải là tô ở trên một layer mới. Cái mà chúng ta cần là cái ở trên trời, đúng không? Không phải cái dưới đất. Thế bây giờ làm sao để mà bỏ được cái dưới đất mà vẫn giữ được cái trên trời? Có lệnh nào có thể xài được không nhỉ? Mình cắt ghép cho nó không được. Ok thôi, đây tôi giới thiệu luôn cái này. Bạn vẫn không ứng dụng được cái hôm trước mà chúng ta đã nói. Chúng ta có 9 kiểu tô khác nhau.
mà chúng ta nói buổi hôm trước. Thì trong đó thì chúng ta có những cái kiểu tô là gì nhỉ? Foreground to background. Đó. À, foreground này, background này, color này, white này, black này, multiply 50% gray này. Container way này. Pattern này. Và còn một cái cuối cùng nữa là history. Thì đây chúng ta sẽ xài cái history. Select modify cũng vẫn để feather như thế. Và bây giờ tôi sẽ sử dụng lệnh tô là edit fill. Tôi sẽ tùy chọn ở đây là chọn history. Khi tôi sử dụng history thì nó sẽ khôi phục cái này về nguyên bản và chỗ này sẽ không có gì nữa. Nếu một lần vì feather cho tôi muốn là làm cho nó lấn ra ngoài, cho nên tôi phải để feather. Và nếu một lần chưa được thì chúng ta sẽ tô tiếp lần thứ hai. Lần thứ hai chưa được thì tôi sẽ tô tiếp lần thứ ba bằng lệnh fill history cho tới khi nào mà nó làm mờ được ngược cái chân này kia. Em thấy nó mờ này, nó mờ phần trên đúng không? Đúng rồi, nó sẽ mờ dần ngược lên phía trên. Mình chỉ chọn cái trong vùng trọng này, xong lại mờ phần trên. Có feather mà. À. Thì nó mới lấn ngược lên để cho nó làm nhòe dần cái chân cầu vồng chứ. Thì đến đây thì mình sẽ giữ được cái nội dung ở phía dưới này. Tuy nhiên cái này thì nó sẽ chỉ áp dụng được cho cái phần mà không có bóng lật ngược. Tại vì nếu có bóng lật ngược thì sẽ không giải quyết được cái vụ đó. Đó. Hoặc là thực ra thì có được thì nó cũng sẽ rất vấp. Bởi vì chúng ta phải tính toán rất nhiều, vẽ ra các vùng chọn hợp lý để giữ lại cái gì và xóa đi cái gì bằng cái lệnh fill history đó. Đấy, thế bây giờ mọi người thử nghiệm lại cái này một chút, lấy một cái cảnh trên trời dưới đất tiếng được. Nói tóm lại là thực hành thử với cái công cụ này để làm việc với lại cái lệnh tô truyền tạo ra một cái cầu vồng. Xong phần đấy tôi sẽ nói tiếp đến phần tiếp theo.